Lễ Phục Sinh thường được xem là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Kitô giáo. Ngày lễ này thường được diễn ra vào tháng 3 hoặc tháng 4 mỗi năm để kỷ niệm sự kiện Chúa Giêsu phục sinh sau khi bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Vào ngày này, người ta thường trang trí bằng những quả trứng biểu tượng cho sự sinh sản và tái sinh. Năm nay, ngày lễ Phục Sinh rơi vào ngày 17 tháng 4. Cũng như các quốc gia khác, để chào mừng ngày lễ Phục Sinh, người dân địa phương ở thị trấn Seduva của Litva đã dùng trứng Phục Sinh trang trí nhà cửa. Đặc biệt, hàng nghìn quả trứng gà và ngỗng được trang trí bằng sơn, len, kim tuyến cùng các vật liệu khác đã được treo lên hàng nghìn cây dọc một đại lộ ở Seduva. Việc trang trí này đã trở thành một truyền thống. Bọn trẻ rất thích nó, đặc biệt là Luca, con gái tôi. Con bé đã cố gắng rất nhiều trong việc trang trí. Không quan trọng con bé làm được nhiều hay không, điều quan trọng là chúng tôi có một khoảng thời gian rất vui vẻ. Truyền thống trang trí tại thị trấn này bắt đầu vào năm 2011 và được khởi xướng từ một trường mẫu giáo địa phương. Giám đốc trường mẫu giáo cho biết, hơn 11.000 quả trứng đã được treo lên trong năm nay, một số đã được làm từ những năm trước.